Sau 5 năm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Quá trình thực hiện đã nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi và trực tiếp tham gia các công việc cụ thể để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bà con nhân dân các thôn trên địa bàn xã Xích Thổ đã chung tay thực hiện bằng nhiều việc làm, hành động cụ thể, đóng góp thiết thực để thực hiện chương trình. Xây dựng cái nông thôn mới này thì nhìn chung là được sự nhất trí của Đảng, rồi chính quyền địa phương, rồi cơ sở của xã, xóm, thôn. Thế thì đến nay là nhìn chung là đã đổi thay rất nhiều. Cơ sở hạ tầng thì nhìn chung là sạch đẹp, và đường làng ngõ xóm là do dân làm hết, nhà nước thì tài trợ mỗi xi măng này mà. Thì đấy là chúng tôi thấy rằng cái phấn khởi nhất là sự đồng tình, đoàn kết đồng tình của bà con thôn xóm. Ngoài 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện đối với từng tiêu chí, lấy phiếu đánh giá đến từng hộ gia đình ở các khu dân cư, đảm bảo dân chủ, khách quan, qua đó phát huy vai trò của nhân dân trong công tác giám sát thực hiện chương trình. Tôi tham ban công tác mặt trận cũng được là thường trực Mặt trận Tổ quốc xã có ra kế hoạch để triển khai tới các cái ban công tác mặt trận. Thì hiện nay chúng tôi đã phát đến toàn bộ các cái hộ ở trong thôn. Thì qua là lấy cái sự hài lòng của nhân dân nông thôn thì nói chung là nhân dân cũng đã đồng tình, là cơ bản là 100% là nhân dân đã thực hiện là cái tiêu chí số 20. Thì nhân dân đều là nhất trí hài lòng để về xã đề nghị ở trên là công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Cơ bản là người dân trên địa bàn xã nhất trí với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Bên cạnh đó thì cũng có một số người dân cũng còn băn khoăn về kết quả thực hiện một số tiêu chí. Song đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động. Đối với các tiêu chí đến thời điểm này thì cũng cơ bản còn một số tiêu chí là đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ví dụ như tiêu chí về đường giao thông, về cơ sở vật chất của trạm y tế. Thì cũng trong quý 4 năm 2022 này thì cũng đang hoàn thiện các công trình. Chúng tôi cũng có nhận định là về cái tỷ lệ mà hài lòng của người dân chắc chắn sẽ đạt tỷ lệ cao. Đến thời điểm này, Xích Thổ cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với sự vào cuộc tích cực của người dân, Xích Thổ cần tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả bền vững.